em cảm nhận được là em biết em có bé là em thể thử que. Khi mà được một tuần, hai tuần á, em vẫn tái khám lại thì bác sĩ vẫn nói là em ơi, cái em chưa có phôi dưới tim sâu đó, nhiều tuần vẫn không có. Thì có nghĩa là cái thai đó là thai rỗng. Mình tìm con á, thà nó không có, nhưng khi mình có rồi á, mà mình mất đi á, nó lại khó, nó lại đau hơn gấp gấp trăm gấp ngàn lần khi mà mình hy vọng. Khá bác sĩ nói không, em không thể đẻ thường được đâu. Cái người em quá nhỏ mà, cái bây giờ em bé 4kg rồi mà 39 tuần rồi mà nó còn chưa chịu muốn ra nữa, nó chưa muốn xoay đầu nữa. Mặc dù em thể hiện là rồi bây giờ sai thì làm lại, tôi cũng thoải mái lắm, tôi cũng bao dung. Nhưng điều này không có nghĩa là em xóa ký ức. Em đừng quên là mình còn bé nhỏ. Dạ. Và mọi cái sự giáo dục dành cho bé lớn á, nó không có nghĩa là chỉ dành cho một mình thằng lớn. Hoặc ngược lại, không chỉ là dành một mình cho thằng nhỏ. Việc là con hãy cố gắng quản lý cảm xúc của con nhiều hơn là con hãy ráng gồng. Lululun mặt nạ số 1 Nhật Bản, tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn cùng Lululun. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Chắc Với Mẹ Bỉm Sữa. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h20 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và người bạn đồng hành với Ngọc Lan không ai khác đó chính là tiến sĩ tâm lý Tô Nhi. Xin chào em, chào Ngọc Lan, và rất vui được gặp lại quý vị khán giả của Chắc Với Mẹ Bỉm Sữa. Rồi, ngay bây giờ thì Ngọc Lan xin được chào mời khách mời của chúng ta đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, cũng như chào chị cùng với khán giả. Em tên là Huỳnh Như, năm nay em vừa qua 34 tuổi. Như bao nhiêu em bé rồi? Dạ, em hai em bé chị. Bé đầu tiên thì 3 tuổi rưỡi, bé thứ hai khoảng tầm 2 tuổi rưỡi. Rồi bây giờ mình quay trở lại với câu chuyện hơn 4 năm về trước đi. Cái ngày mà mình phát hiện ra có thai như thế nào nè? Đầu tiên mà em có là nó cũng hơi khó khăn. Tại vì cái thời điểm mà em cưới và cái lúc mà em sinh nó trải qua tầm khoảng cũng khá là lâu á. Ngày xưa lúc hai chồng mới lấy nhau là cũng còn trẻ chứ cũng không có lớn, cũng không có ý định là sẽ có con liền. Nói chung lúc đó em muốn có con, chồng em nó còn ham chơi, của hai đứa cũng có gây nhau, chứ muốn có con nên thôi cũng gán đợi. Cứ đợi hoài một thời gian là không có được luôn. Nhưng mà đến khi nào thì em mới có mong muốn là có con? Tụi em cưới nhau, 5 năm là tụi em cưới nhau. Thì khi tụi em muốn có con liền, lúc đó không có. Thì 2 năm sau em lại biết chồng em có bạn có bồ. Như là tụi em cũng sóng gió một thời gian, là có thể là sau đó định bỏ, không ở với nhau nữa. Thì cái thời điểm đó là nó thôi, nếu mà như vậy thì muốn có con, bước vào một cái giai đoạn khác của hôn nhân. Thì lúc đó thì khi mà mình muốn có em bé nó lại hơi khó. Em có đậu thai trước em bé này nhiều lần rồi, nhưng mà tự nhiên khi mà mình có là nó tuột, nó không có, nói chung là không giữ được, không có tự nhiên, không có tim, không có phôi thôi. Kinh nguyệt của em rất là đều, mà khi mà em có dấu hiệu là không có điều kinh thì tự em cảm nhận được là em biết em có bé, là em thể thử que. Rồi em sẽ đi vào phòng khám em thử. Lúc đó em có rất là vui. Khi mà được một tuần, hai tuần á, em vẫn tái khám lại thì bác sĩ vẫn nói là em ơi, cái em chưa có phôi dưới tim sâu đó, nhiều tuần vẫn không có. Thì có nghĩa là cái thai đó là thai rỗng, thai trống, nó phải tự thoải hoặc là mình phải bỏ nó đi, nếu không sẽ rất là nguy hiểm cho mẹ, tại vì cái thai rồi sẽ thai lưu. Thì lúc đó mình cũng buồn lắm, buồn nhiều lắm. Mình tìm con á, thà nó không có, nhưng khi mình có rồi á, mà mình mất đi á, nó lại khó, nó lại đau hơn gấp gấp trăm gấp ngàn lần khi mà mình hy vọng. Lúc còn nhỏ thôi, em cũng muốn bác sĩ cho thuốc uống. Em lại bị báo thêm một cái tin nữa là em bị cái gì nang trứng gì đó, em phải đi với bác sĩ để lấy nó ra và lấy cái mẫu ra để xét nghiệm. Mình rất là đau lòng. Vợ chồng em cũng có đi khám, là giờ em rất là khỏe, hai vợ chồng không bị gì hết. Thì tụi em cũng còn rất là trẻ nữa, cách đây khoảng 6-7 năm trước tụi em còn rất là trẻ. Thì em nghĩ là thôi, có thể là mình chưa có đủ duyên. Thì mình cũng có nguyện, mình cũng có xin giống như những bao nhiêu người mẹ khác thôi, là mình muốn lấy chồng, mình muốn sinh con, mình có nhà, mình có thêm cái niềm vui thôi. Rồi xong một lần này em lại có tha tiếp, vẫn đi khám, vẫn không có tìm. Em sợ giống như cái lần đó bị nữa. Nhưng mà khi vừa khám xong về nhà, em ra một tí xíu máu nhẹ, thì em nói với chồng em là anh ơi, chắc em nghĩ lần này chắc cũng mất quá. Đêm đó mất thiệt, tự tuột luôn. Đau lòng đến nỗi mà mình không khóc nổi luôn, cũng không biết là sao mà khóc hết cả đêm. Thức trắng mà cũng không khóc, không gì hết. Em cũng có tìm hiểu với bạn bè cũng như là có biết qua một cái vị lương y, đó là thuốc bắc thuốc nam gì em không nhớ. Bây giờ bác sẽ cho em uống cái thuốc này nè, từ đây sau em sẽ không bao giờ hư thai nữa. Em nghe em cũng mừng lắm, mình cũng gán gì đó. Em nhớ là cũng một năm sau vẫn không có nha chị. Cái xong rồi cái em có thai lần nữa. Bé bây giờ em mới sinh á. Doctor Assistant, trợ lý bác sĩ ảo, giúp chẩn đoán bệnh qua hình ảnh và hiểu bạn qua giọng nói.
Tức là đứa con nó là một cái điều để mà gắn kết hai vợ chồng. Dạ. Mình tìm con thì nó khó thôi, nhưng mà cái hành trình mà em mang bầu á, nó lại không khó, nó rất là dễ dàng. Em rất là khỏe, em làm được đủ mọi thứ luôn. Đến lúc mà em đi đi xin cái ông lớn á, em hả lên tới hả 20 kg. Cái ông lớn ổng gần sinh nó là ổng gần 4 kg rồi mà ổng còn chưa chịu ra nữa. Mà lúc đó em đi khám bác sĩ nói không, em không thể đẻ thường được đâu. Cái người em quá nhỏ mà, cái bây giờ em bé 4 kg rồi mà 39 tuần rồi mà nó còn chưa chịu muốn ra nữa, nó chưa muốn xoay đầu nữa. Thì thôi em mổ đi. Thì em nói là dạ ok, bác nói sao em nghe vậy. Thì em mổ thì nó được tầm khoảng 3.8-60 kg. Trời, em nứt hết nát bụng luôn. Nói chung lúc đó em vẫn muốn sinh nữa, tại vì em biết em có con khó. Và bạn em mới nói là khi mà mình đã mang thai một lần thì nó đã dễ rồi. Nếu mày sinh được cứ sinh đi. Thì em muốn sinh luôn cái năm đó là sinh năm con trâu á. Em thả mà nó không đậu chị. Cái tháng đó cuối cùng em nói thôi tháng này không đậu nữa, em không có thả nữa, là qua con cọp rồi, không đẻ kịp con trâu rồi. Cái ông thả nữa cái dính bầu ông sao. Cái em nhớ năm đó ngay dịch luôn, ngay dịch mà dịch đỉnh điểm của dịch luôn, mình không có được đi tới đi lui luôn á, mình bị nhốt trong nhà luôn. Em nhịn đói được mà em không nhịn ngủ được thôi, nhưng mà chỉ biết có bầu á là em không thể nhịn đói được. Cứ đúng 7 giờ sáng nha, trời, cái bụng em nó cào giống như nó đói, mà đói kỳ thôi. Mà bởi vì khi mà có bầu em lên ký nhiều lắm, cái ông lớn được ăn đầy đủ lắm, uống sữa đờ lạc miêu uống đẻ ra ổng trắng tươi trắng tóc. Có bầu ông hai đâu có được ăn đâu chị, dịch mà ăn mì gói không có sữa uống nữa, thèm trà sữa lắm luôn mà cũng không có để uống nữa. Đẻ ra ổng đang chùi lui ốm nhôm cũng có 3 kg. Hồi xưa lại tụi em ham chơi lắm nha, em rất là ham chơi, tụi em đi chơi suốt. Nhưng mà từ ngày khi mà cái hai ông nó lớn lên, em phải dành nhiều thời gian hơn. Em cảm thấy một ngày qua rất là nhanh, cứ đi đón học, đưa học xong rồi về lại chơi chút xíu, rồi mình phải làm việc của mình, mình còn dẫn đi chơi kiểu gì đó, rồi mình phải nghỉ ngơi một chút rồi mình mới có sức làm tiếp, ví dụ như vậy. Em thấy thời gian qua rất là nhanh, không có thời gian để đi chơi luôn. Còn hồi xưa là em đi chơi nhiều lắm. Mẹ tụi em cũng có hai giọng nói nhau là gán, giống như sắp xếp một trong vòng một tháng mình sẽ đi du lịch một vài ngày để mình xả chết, ví dụ như vậy. Nếu mà tháng nào mà cực quá thì 2 tháng mình đi, ví dụ như vậy, cho nó vui vẻ, cho nó có kỷ niệm vậy đó. Ba má chồng em thì ở bên nước ngoài, nói chung là không có giữ mới được. Ba mẹ của em thì kinh doanh, nói chung cả hai bên đều không giữ em bé được, chỉ có hai vợ chồng em giữ thôi. Mà cái ông lớn á, ổng vừa mới 7 tháng, là em cảm giác là hai vợ em mới khỏe luôn á. Ông lớn được 1 tuổi mấy, cái hai đứa nằm trong bệnh viện, vừa đẻ mà nằm bệnh viện, cái tiền hai vợ chồng suy nghĩ trời có sai không ta, tự nhiên cái giờ mới khỏe luôn, giờ tiền có bầu nữa, giờ dính trong nhà rồi nuôi ổng nữa. Chị biết nuôi một đứa mà một đứa nít nó nhỏ là chị đã trầm cảm, mà chị nuôi double hai ông đó, trời em nói trầm cảm luôn. Mà chị biết ông mỗi về không, nó bệnh cả hai ông mà nó bệnh ha, là em nói chị nó sụt nhiêu ký là em sụt nhiêu ký đó. Cái lúc mà anh lớn á, ảnh được 1 tuổi mấy á, là em phải cho ảnh đi học mẫu giáo, thì nói chung cái đề kháng của nó còn quá ít đi, thì nó lại bệnh, thì về mình cũng lây cho thằng em. Mà thằng em nó còn nhỏ, nó mới 4 tháng, mà lúc mà chậm vía nha, hồi lúc ông sinh thì ông ốm nha, mà chậm vía lúc mà ông được 4 tháng ông uống nù, ông phải cưng lắm, ông uống nao nừng. Em nghĩ nếu mà cái thời điểm mà đẹp nhất á, mà sinh bé thứ hai á, là anh nhỏ phải 3 tuổi mấy 4 tuổi. Bé lớn á, nó biết nhường em, nó biết thương em, nó hiểu được những cái gì mình nói á, thì hãy nên sinh. Đâu có trách anh lớn được, tại vì nó không có biết được là tại sao phải nhường em. Khi mà nhỏ nha, em sẽ bên anh lớn, tại lúc đó anh nhỏ anh chưa biết gì hết. Nó đánh em vẫn binh nó. Tại vì sao? Tại vì lúc đó anh lớn anh biết được một chút. Anh nói tại sao phải nhường em, của con mà. Nó cũng chưa biết gì hết, thì lúc đó nó hiểu được chút xíu. Nếu mà lúc đó mà mình binh em á, là nó sẽ cảm thấy bị tủi rồi, tủi thân. Em chỉ sợ cái tâm lý của con, sợ bị giống như nó chưa hiểu chuyện á, nó chưa có biết được là tại sao phải nhường em, của tôi mà. Thì em cũng gán phân chia ra rõ như vậy. Tại vì hồi xưa em có một mình thôi, nên em thích là con mình nó cũng có anh em trò chuyện cái kia chơi với nhau. Thì lúc đó em cũng muốn sinh hai em, nhưng mà hai em này hả nó gần nhau quá, em bị quá tải thật sự luôn á. Mà cái điều mà em thương nhất là có nghĩa là ngày xưa có nghĩa là ba mẹ em sẽ không nói những cái điều đó với mình. Có thể là do người lớn người ta sẽ không có thể hiện tình cảm, sẽ không có hỏi là con có thương mẹ không. Nên ngày nào em cũng hỏi, sáng, trưa, chiều, tối em cũng hỏi. Có nghĩa là như kiểu bù đắp vậy. Và em cũng lại hỏi, kêu nói ông ngoại vậy đi, nói bà ngoại vậy đi.
hỏi đi, ông ngoại có thương con không? Dạ, con có thể là con thương mà không? Em đều nói vậy, cả hai bên gia đình em vậy. Mình muốn thể hiện tình cảm nhưng mà bây giờ em không thể nào nói mẹ con thương mẹ quá. Mình nói ra không được. Hai ông đó nói ra như vậy để cho mẹ đó, mẹ ông ngoại có thương con chứ. Nhưng mà mình cảm thấy như cái lời nói đó dành cho mình vậy đó. Em cảm thấy như vậy em cứ rất là vui. Nên em muốn con em có thể không giàu gì hết nhưng mà ít nhất phải giàu cảm xúc. Chị thấy được rằng là cái niềm hạnh phúc của em nó mỗi một ngày nó được nhiều hơn. Nhiều khi hồi xưa hai chồng em hay gây nhau, nhưng mà khi có con thì mình phải, khi mình chửi là mình phải nhìn nó một tí xíu, giỡn đi, hai cái giỡn mà mình nói bậy đi, ví dụ mình nói bậy đi nha là nó sẽ nói y chang vậy luôn. Cái xong rồi mình chị nói, ai nói con vậy, chị giúp mẹ nói đó, là hết hồn liền. Ngay cả ba cũng vậy, hết hồn liền. Là cái lúc đó mẹ nói sai rồi, con được nói vậy nữa. Nói vậy là không có được. Khi mà mình nói một cái gì đó là mình phải nhìn nó trước. Ví dụ mình lỡ miệng thôi, mình làm phải nhìn qua nó trước. Coi nó có nghe không? Coi nó có nhớ không? Nhưng mà cũng chỉ biết nó nhớ cái câu đó, đó là khoảng hả? Cả hả? 3-4 tuần luôn á. Sau này khi mình mỗi lần nó nói con nói đó là em nói sai rồi. Nói lại đi, không đúng. Là từ đó thì sao? Em sẽ không dám nói luôn á. Vừa mà nói sai em bịnh miệng rồi. Mẹ nói sai rồi, ok mẹ nói sai rồi. Là cho biết cái đó là sai rồi, phải cho nó hiểu từ cái lúc đó luôn. Là hai vợ chồng em từ đó là sẽ không dám nói bậy với nhau nữa. Ngay cả cảm xúc của mình luôn mình cũng phải để ý hơn. Nhiều khi nha, ba nó nhiều khi la nó mà giận dữ lên là nó lúc đó nó sẽ la y chang vậy luôn. Nhưng mà em không có cho la, em cho bình tĩnh hay. Sau đó em sẽ nói với nó là ba không được la vậy. Và ba em cũng nói ba nó vậy luôn. Và em kêu nó nói ba là ba đừng la con nữa, ba đừng la con vậy. Con còn nhỏ mà. Và em cố gắng để cho ba nó cũng vậy luôn. Tại ngày xưa tụi em không được ba mẹ nói những cái điều đó. Nên em muốn những cái gì em dạy con em đều cảm xúc thôi. Hoặc là có những cái gì mà em không hiểu thật sự á, thì em mới tìm đến sách vở. Giống như tại sao mà nó lại đánh em nó hoài chứ này vậy. Em tìm hiểu đánh em nó hoài. Và khi nó đánh mình có nên đánh lại không? Cái đó thật sự em không hiểu thiệt. Thì lúc đó em phải tìm tới sách vở. Rồi về mặt tâm lý này thì chắc nhờ chị Tô Nha chia sẻ dạ. Nè, cái thứ nhất là em rất là muốn nghe cái quan điểm của chị về việc đứa con nó sẽ là một cái điểm để mà gắn kết tình cảm của vợ chồng. Vấn đề của bạn này là từ tuổi thơ của bạn này. Chị muốn hỏi như một câu là có bao giờ em mong muốn là mình sẽ trở thành một người bình tĩnh hơn không? Có chứ chị. Bây giờ là em đã bình tĩnh hơn xưa nhiều nha, xưa em nóng lắm. Nhất là bạn bè hoặc là công việc đi. Em bị nóng mà cái tim em nó ép luôn á. Nhưng mà sau này, khi mà sau này thật sự có con, em đã bình tĩnh hơn rồi đó. Chị hỏi thiệt là nó chỉ đơn giản là vì mình hiểu rằng nó là con mình, cho nên mình không thể kích động được. Hay là em thực sự tìm kiếm đến những cái phương pháp để mình có thể quản trị được cái cơ thể của mình luôn. Có nghĩa là em tập trung vô hơi thở của em. Em thay đổi được cái góc nhìn của em. Và em thả lỏng được cái cơ thể của em theo cái kiểu đó là sự bình an này. Là cái sự bình an nó mang tính tập luyện. Cả những lý do chị nói luôn, tất cả luôn. Và em có tập thể dục cardio, là có nghĩa là cái đập để cái tim em tép ép thật nhanh. Mọi chuyện trên đời đều phải đặt trên cái nền tảng là phải bình tĩnh. Dạ. Thì mình mới thấy được giải pháp. Dạ. Và thực sự em không có bình tĩnh. Dạ. Căng thẳng làm mẹ nó chỉ là những cái tình huống đi kèm sau này. Em vốn là một đứa trẻ không bình tĩnh. Dạ. Em là người đánh con em, nhưng sau đó em cảm thấy em rất giận bản thân của mình. Không, em không đánh. Em chưa đánh con em. Đánh chưa? Chưa đánh. Mà để không đánh thì kềm dữ không? Không, em không đánh. Em không cho chồng em đánh luôn. Làm vậy em thấy không có tác dụng. Nếu mà cảm thấy cái phương án là đúng á, thì cứ thử một hai lần đi, coi nó có hiệu quả không. Nếu không hiệu quả thì phải tìm phương pháp khác. Thật ra thì xã hội Việt Nam nói chung á, thì cũng không có nhiều tỷ lệ ba mẹ chỉ các con dạ. Cái cách làm cha mẹ đâu. Dạ. Nhưng cái điều quan trọng ở đây đó là chị không nói về việc là phụ huynh trước đó của chúng ta sai hay đúng, mà là về căn bản em là một đứa trẻ không bình an. Từ đó dẫn đến cái câu chuyện đó là nó có rất nhiều cái mà hiện giờ thì em đang thấy nó ổn và chị cũng hy vọng là nó sẽ tiếp tục ổn. Nhưng mà nó có những cái điều mà chúng ta sẽ phải rất là cẩn trọng. Cái thứ nhất là em không hiểu tại sao thằng lớn nó đánh thằng nhỏ, đúng không? Dạ. Bởi vì đơn giản là mình không thể nào chị dùng đúng cái võ ngôn ngữ đó là thôi nhường nó đi, nó là em. Mà ngay cả khi em lý giải cho nó là em con, tình anh em là phải như vậy nè. Thậm chí bây giờ sau này nó lớn lên 3 năm nữa là một em bé tiểu học, nó vẫn nghe và nó hiểu cái điều đó. Nó chấp nhận là nó được coi là thằng anh. Thì thằng anh thì phải thương thằng em. Và nó ráng theo cái tiêu chuẩn đó. Nhưng nó là một cái đứa trẻ bị chiếm mất cái hình ảnh an toàn, đó là hình ảnh của người mẹ vào tai của thằng em. Nó không hiểu là tại sao
cái lúc mà nó 7-8 tháng nó đòi ẵm em ẵm, em không ẵm nó được. Tại lúc đó em cấn bầu. Tại sao khi mình 10, 11, 12 tháng mình muốn chơi với mẹ mình, muốn tới mình quàng vai mẹ, mình ôm cổ mẹ, mình xô mẹ thì mình hay bị rầy. Mình hay bị rầy là thôi con đừng có xô mẹ như vậy, hoặc ê con đừng có đạp mẹ nha. Cái đứa em đó là ở đâu ra mà em là cái gì? Nó chưa kịp tiếp nhận. Thì một ngày đẹp trời mẹ bưng về thằng nhỏ. Rồi tự nhiên từ lúc bưng về thằng nhỏ cái mình cũng không có mẹ bình thường được, mình cũng không chơi được với mẹ tại vì mẹ lại bận ốm thằng này. Nghĩa là cái điều này khoan hãy bàn về vấn đề anh em, mà là ngay từ trong cái nhu cầu được gắn kết an toàn thì con của em nó bị tấn công bởi cái thằng em xuất hiện một cách mà bản thân nó không chuẩn bị, nó không được chuẩn bị. Em thì cũng mặc dù là nghĩ tới câu chuyện là thôi mình khó sinh con, mình sinh luôn cho nó dễ, sức khỏe mình đảm bảo, nhưng mà em lại không lường được rằng là làm mẹ cùng lúc của hai đứa nhỏ nó không phải cực gấp đôi, nó cực gấp mấy chục lần, nó cực theo một kiểu rất kỳ cục. Dù em có hai bà vú thì mọi người cũng sẽ nói là trời ơi một mình tôi ôm ba đứa có bà vú nào đâu. Hai bà vú còn than không, cái chuyện khổ hoặc là căng thẳng phải đặt vô cái người đó, mình không thể nào mình nói là ai khổ hơn ai, gọi là em không có gồng được. Ban đầu em không nghĩ nó tới mức như vậy, tới khi nó ập tới thì nó là như thế. Thêm một điều nữa là mặc dù mình đã chuyển giai đoạn hôn nhân của mình qua một giai đoạn mới, mình đã có con này là ra đời dựa trên mong cầu của cả hai vợ chồng, nhưng mà cái lấn cấn trong quan hệ giữa hai đứa lớn, giữa em với chồng em, mặc dù mình đã thỏa thuận với nhau là ê rồi hôn nhân qua giai đoạn mới nha, ê cho nhau cơ hội nha, nhưng mà con chim trúng tên mà, con chim trúng tên thì luôn sợ cành cây cong. Mặc dù em thể hiện là rồi bây giờ sai thì làm lại, tôi cũng thoải mái lắm, tôi cũng bao dung, nhưng điều này không có nghĩa là em xóa ký ức. Dạ. Và tất cả những cái điều này nó làm cho một bà mẹ cùng lúc phải đối diện với hai đứa con nó trở nên quá tải. Thực ra em bé nhà mình đó thì chị chỉ muốn lưu ý một điều thôi, tức là bây giờ tâm thế của em thì nó đang rất là tích cực rồi, với câu chuyện đó là không, mình phải cố gắng bình tĩnh nè, mình chọn cái gì nó tốt nhất để mình dạy con mình, để con mình nó không có bị lệch lạc về hành vi và nó suy nghĩ sai, thì chị rất là ủng hộ cái quan điểm này. Tuy nhiên em đừng quên là mình còn bé nhỏ. Dạ. Và mọi cái sự giáo dục dành cho bé lớn á, nó không có nghĩa là chỉ dành cho một mình thằng lớn, hoặc ngược lại, không chỉ là dành một mình cho thằng nhỏ. Việc là con hãy cố gắng quản lý cảm xúc của con nhiều hơn là con hãy ráng gồng. Tại vì nó gồng chỗ này nó sẽ xì chỗ khác. Con em nó gồng với thằng em thì nó sẽ đập đồ. Hoặc là bây giờ mình ở đây là nó là em mà thôi, bây giờ nhìn nó một lần đi, nhưng nếu như nó bước ra đường, nó chơi với bạn nó, nó không phải là em con, vậy thì con không cần nhìn nó lần nào hết. Hoặc ngược lại ở nhà thôi, nhìn nó một lần đi, nó làm thêm lần nữa mình hãy múc nó. Thì nó đi ra đường nó đợi người ta đụng nó đúng một lần, đến lần thứ hai là nó múc liền. Thì nó cũng không ổn, có nghĩa là câu chuyện này nó còn dài, hành trình này còn dài. Nhưng mà em chỉ cần duy trì cái phong độ này thôi. Là không ổn là phải đi tìm hỏi liền. Không ổn là phải nhìn lại nó liền, nhìn lại mình liền. Cái gì không ổn thì mình điều chỉnh, tại vì hành trình là mẹ nó dài. Dạ. Câu chuyện là con có phải là một liều thuốc cho hôn nhân hay không, thì chị vẫn khẳng định quan điểm của chị là không. Con là con, hai đứa lớn là hai đứa lớn. Rất là may khi mà Như nói rằng là không, điều quan trọng ở đây không phải là đẻ con để gắn kết hôn nhân. Trời ơi, rồi nhau ra không có con nó còn sướng hơn nữa chứ, mắc cái gì. Thì nó rất là tích cực. Chứ đứa con nó không có trách nhiệm đi giải quyết hôn nhân của các bạn. Đứa con nó không có trách nhiệm phải đi giải quyết vấn đề của người lớn. Cho nên là đừng bắt nó phải gánh gồng thêm những cái trách nhiệm mà không thuộc về nó. Ổn chưa? Dạ, được chị. Em cố gắng nhiều hơn về cái việc quản trị cái phần thả lỏng cơ. Dạ. Và hít thở sâu á. Để mình có thể, ok, mình thật sự bình tĩnh. Chị Tô Nha có một cái nguyên tắc rất là hay nha. Dạ. À, đó là nguyên tắc 19 giây hả? Ừ, 19 giây rồi em, một cơn nóng giận cực điểm. Thì em vượt qua đúng 19 giây đầu tiên, để sau đó rồi em sẽ quay trở lại, em giải quyết. Tại vì 19 giây đó là 19 giây kích hoạt hoạt động của chúng ta ghê gớm nhất. Ví dụ nóng đứa nào đó là tống quýnh liền. Nhưng mà dạ, nếu như mà em làm sao trong 19 giây đó mà em xả cái cảm xúc đó ra được, thì em sẽ bắt đầu bình tĩnh lại. Thế thì người ta thường xả bằng cách nào? Em đi rửa mặt đi. Hồi xưa chị có con bạn nó làm gì? Các bạn có biết lấy nước đá trong tủ lạnh ra không? Các bạn có biết nước đá cái để vô mấy cái chung nhôm. Thì hồi xưa mỗi lần lấy nước đá nó ra cực lắm. Phải đổ nước vô, bắt đầu thả nó vô xong đập bùm bùm vậy nè. Con bạn chị hồi xưa mỗi lần nó quạo mà nó để nó không đánh em nó đó, nó đi lấy nước đá. Nó đi lấy nước đá trong tủ lạnh ra rồi để nó được tác động cái cơ tay á. À, còn mình thì giờ thôi bây giờ mình đi phơi đồ đi. Mình đi rửa tay đi. À, hoặc là nhà em mà có cái bao cát, em để sẵn cái bao cát em ra em dọng cái bao cát vài cái đi. Thì em qua cái ải là khoảng 20 giây đầu tiên là tự nhiên mình vô là mình sẽ ok, thả lỏng cơ thể, mình nói chuyện với con trong một cái trạng thái nó
ôn hòa hơn. Em không biết cái lỗi là có thể do may mắn của em không, khi mà em nói chuyện với con em rất là bình tĩnh, em bình tĩnh hơn là em nói chuyện với bạn em nha. Em nói chuyện với bạn em là một câu thôi là em mà sao lẹ chứ, em sực liền, nói một cái không đúng rồi là em sực liền, bút liền, không thể nào là lần nào cũng có chuyện hết. Mình nói là mình nói quá nhanh, nói nhiều cái không đúng, có thể cái lỗi là của bạn mình, nhưng mà do mình đang nóng mình nói là những cái lời nó sẽ làm cái mình sai luôn. Đúng, nói là mình sai luôn. Ông lớn là ông dữ lắm nha chị, mà ổng hả mà nói ổng là em cứ im, cứ nói hổn nha, không được nha. Chị chỉ cho em một chiêu nè. Thực ra có nhiều lý do để lý giải là vì sao em chịu kẹo dưới so với ông lớn. Giống như em nói, ngay từ trong tiềm thức của em, ổng là con cầu con khẩn, cho nên nói cũng phải nhẹ tai. Cái thứ hai là có thể là em nhìn thấy cái hành động của con em nó cũng là hành động cuồng nộ, cho nên là thôi em dịu lại. Nhưng mà với bạn em á, tại vì em to họng hơn nó, em la cái nó nín. Còn đằng này là con em, nó sẽ la to hơn em. Nhưng á, nó sẽ có một cái nguy hại là lâu dần có thể nuôi dưỡng ở cái đứa bé đó một cái tính cách là gì, là nó cảm thấy nó có quyền lực. Đến ngày mà nó dậy thì em đừng quên con em còn dậy thì nha. Cái ải đó nó còn kinh dị nữa. Đúng rồi, em cũng nghĩ vậy. Vậy đó. Thì bây giờ ở đây á, lưu ý cái này về xài thử coi sao. Dạ. Có nghĩa là mình vẫn không cho phép nó làm những cái hành vi mang tính gọi là lạm dụng quyền lực, đánh người khác hoặc là nạt nộ mẹ. Bằng cách đó là em sẽ không cho phép nó làm điều đó, nhưng không phải là nạt nó, mà là khi nào con bình tĩnh mẹ sẽ nói chuyện với con. Và mình không làm gì cả trong giai đoạn đó. Nếu nó đánh em phải có một nhiệm vụ là giữ tay nó lại, chứ không thể để cho nó đánh đến khi nó bình tĩnh, mà là giữ tay nó lại với đúng một hiệu lệnh thôi. Con thở sâu vô. Có, em thở có nhẹ là... ra em khi có... nào bình tĩnh, khi nào con thấy ổn nói chuyện với má. Và đợi, và cái việc mà mình tác động cơ đến các con á, là để cho các con có thể thở từ từ lại. Một cái cơn tức giận nó ập tới mình là người lớn này, nhiều khi mình còn muốn múc một đứa nữa mà. Vậy thì con nít cũng vậy, thì hãy cho nó một cái cơ hội là nó thở. Nhưng nó không được hiểu rằng là nó được quyền đánh người khác khi nó tức giận. Em sẽ quay mặt chỗ khác. Mẹ giận mẹ không nói chuyện với con nữa. Con quay chỗ khác đi. Hồi xưa là đòi đánh mẹ đúng không? Bây giờ khi mà đó, con giận mẹ, ok, giận quay chỗ khác. Mẹ cũng giận con, thì hai đứa đều quay chỗ khác. Xong rồi lát hồi nếu mà hết giận chưa, chết chưa, quay chỗ khác nữa đi. Khi nào hết giận thì mình nói chuyện. Đúng là nuôi con là giống như là mình học lại những cái trang sách từ đầu luôn á, học lại những trang sách từ đầu luôn á. Hỏi học trường nào xong, học mỗi ngày, tại mỗi ngày nó là một đúng rồi, một câu chuyện, một bài mới, đúng rồi, một bài học mới. Thưa quý vị, hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, bởi vì mẹ bỉm của chúng ta có một lá thư để gửi cho hai đứa con trai của mình vào năm các bạn ấy 18 tuổi. Đặc biệt là lá thư này thì cô Ngọc Lan xin phép là sẽ đọc cho tụi con nghe nha. Tại vì mẹ viết thì chắc chắn là mẹ đã biết nội dung rồi. Vậy là đoạn này cắt lại 18 năm sau phát. Chị nhớ cái đoạn là có một lá thư gửi vào năm 18 tuổi. Xong sau đó mình xẹt. Gửi con trai của mẹ. Có lẽ điều mà mẹ hạnh phúc nhất trên đời này, ngoài ba con ra, thì hai con là làm mẹ hạnh phúc nhất. Có lẽ bây giờ Louis đã 18 và Fendi 17 tuổi rồi. Khi có con, mẹ lại biết yêu thêm một lần nữa, biết nhớ, biết thương và tâm trí lúc nào cũng nghĩ về hai con. Tuổi thơ của mẹ không trọn vẹn nên mẹ muốn dành cho con tuổi thơ được đầy đủ nhất. Có ký ức thật đẹp, mỗi em là mỗi tính cách khác nhau. Mẹ cũng chẳng biết cách để dạy các con như thế nào là tốt nhất. Mẹ luôn cố gắng lắng nghe và lụm nhặt thật nhiều kiến thức về trẻ em để hiểu được con, lắng nghe con. Mẹ mong con của mẹ thật tình cảm, biết yêu thương. Khi mẹ thấy Louis coi một clip về trẻ em bị ngược đãi, bị mẹ bỏ rơi và con đã khóc, thì mẹ hạnh phúc lắm, vì con còn nhỏ mà con hiểu được tình cảm đó. Mai sau này, dù có thế nào thì vẫn nhớ, ở nơi này, ngôi nhà mình, trái tim của mẹ lúc nào cũng có con, và lúc nào cũng chờ hai con. Khi mệt mỏi hay vui vẻ, hãy chia sẻ với mẹ nha, mẹ yêu các con nhiều lắm. Khi viết ra những cái dòng này thì em đã hình dung những cái điều như thế nào? Em nha, thường thường á, khi mà nghĩ về mẹ hoặc là về con, em đều có cái cảm xúc rất là đặc biệt. Giống như là mình cảm giác rất là mong mỏi nhiều điều để cho con mình. Ví dụ hả, em cũng khi mà em đọc báo chí hoặc là có những cái tin xấu đi, em cũng rất là sợ.
mình ước mình cảm thấy mình đang trong thời gian may mắn, nhưng mà mình khi mình lại sợ những cái điều đó ở chính bản thân mình, nên khi mình nghe tin đó em chỉ coi chút xíu thôi, em lướt qua rất là nhanh, em không có dám hả xem nhiều, mình sợ như vậy. Khi mà em viết á là em nghĩ về những cái điều mà giống như là những cái lúc mà ảnh nói chuyện, ảnh tâm sự, ảnh thương mẹ, mẹ ơi con thương mẹ, nắm tay đi mẹ, ảnh hay nói như vậy á, nắm tay đi mẹ, thì em thấy rất là hạnh phúc. Dù hả cái anh nhỏ thì anh chưa biết nhiều, mà anh nhỏ ảnh ba gai hơn, ảnh không có thể nói chuyện tình cảm giống như anh hai, nhưng mà ảnh rất là thương chị á. Mình giống như kiểu mình mà trong một cái đông người nào mà chị hỏi đó có thương mẹ không, không, kiểu chọc ba gai. Nhưng mà khi ba nó hay hỏi, ba hay chọc lắm, có thương ba không, không, anh đừng nói lớn đông người nó quê, anh hỏi nhỏ thôi thì nó sẽ trả lời thiệt, thì cũng đông người vậy đó, nhưng mà con có thương ba không. Vậy đó, nói chung là bây giờ là em thấy an vui, vui vẻ vì cái gia đình nhỏ của mình, là em thấy hạnh phúc lắm rồi. Cái mong muốn ban đầu của các em đó là sanh con để mà gắn kết cái tình cảm của vợ chồng. Nhưng chị thấy đứa con nó không phải là cái sự gắn kết của hai vợ chồng, nhưng đứa con nó lại là một cái liều thuốc để chữa lành cho chính bản thân em. Chị đang cảm giác cái câu chuyện của em và các con nó là như vậy. Dạ. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:20 thứ 7 hàng tuần trên kênh HTV7. Và 20 giờ tối chủ nhật hàng tuần chương trình sẽ được phát lại trên kênh YouTube MCV Media và ứng dụng NetLove. Xin được cảm ơn và xin chào tạm biệt.